Thế hệ thứ 9 của Pokemon, theo như truyền thống của những bản gần đây thì nó cũng đem lại cho chúng ta một cơ chế chiến đấu mới gọi là Terastallize. Cơ chế này có mạnh hay không và ảnh hưởng như thế nào đến meta game thì chúng ta hãy khoan bàn tới, mà trước mắt thì tôi sẽ dành video này để giải thích về cơ chế hoạt động của nó nhé. Cơ mặt trước tiên, tôi có một giả thuyết nho nhỏ về các cơ chế chiến đấu đặc biệt của Pokemon kể từ Gen 6 cho đến bây giờ. Quay trở lại với video giải thích nguồn gốc cảm hứng thiết kế của các Pokemon huyền thoại thì chúng ta được biết đến Arceus. Theo thuật giả kim thì Arceus là tên của khía cạnh phức tạp nhất trong cõi trung giới. Đại khái nó thuộc về phần tiệm cận nhất của thần giới nhưng mà vẫn mang nhiều giao hưởng tương đồng với thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Đấy là những gì mà anh em không cần quan tâm. Điều mà tôi thực sự muốn đề cập ở đây là Arceus có thể được chia thành 4 khía cạnh: hóa học, sự sống, ánh sáng và phản chiếu. Và 4 khía cạnh này có vẻ như có liên quan mật thiết và được dùng làm cảm hứng cho những cơ chế chiến đấu được giới thiệu trong Pokemon. Đầu tiên nhé, trong Pokemon X và Y của thế hệ thứ 6, món vũ khí tối thượng mà AZ dùng để kết thúc chiến tranh đã sử dụng năng lượng sống của Pokemon để hồi sinh cho Floet, đồng thời ban cho Floet và AZ sự sống vĩnh hằng. Đây là khía cạnh sự sống đã tạo ra đá Mega. Trong Pokemon Sun và Moon, những viên pha lê Z được giáo sư Kukui phỏng đoán chính là những mảnh cơ thể của Necrozma, vốn là vị thần ba phát ánh sáng. Trong Pokemon Sword và Shield, hiện tượng Dynamax được sinh ra là do năng lượng của Eternatus rò rỉ vào trong lòng đất và lan tỏa khắp vùng Gala. Eternatus là Pokemon đến từ ngoài vũ trụ và năng lượng này cũng giống như là phóng xạ. Đây là khía cạnh hóa học. Và khía cạnh cuối cùng là phản chiếu, cũng có nét tương đồng rất dễ nhận thấy với cơ chế Terastallize khi mà các Pokemon biến thành pha lê. Hiện tượng này được tạo ra bởi một Pokemon huyền thoại thứ 3 của bản Scarlet và Violet mà tại thời điểm tôi làm video này vẫn còn là một bí ẩn, bởi vì nó sẽ được giới thiệu vào DLC được phát hành trong tương lai. Terastallize là cơ chế giúp cho Pokemon có thể đổi hệ. Mỗi cá thể Pokemon mang trong mình một hệ ẩn riêng biệt, kiểu như là cung hoàng đạo của mỗi người vậy. Hệ ẩn này được gọi là Teratype. Và khi kích hoạt Terastallize, Pokemon sẽ chuyển hoàn toàn thành hệ ẩn, bất kể hệ ban đầu của chúng là gì. Dưới trạng thái này thì những Pokemon mang song hệ cũng sẽ chuyển hóa thành đơn hệ. Terastallize chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi trận đấu và sẽ tồn tại cho đến cuối trận. Rút về cũng không mất mà chỉ mất khi Pokemon đó bị đánh bại. Dù cho anh em có thể sử dụng trang bị hay là chiêu thức mới Revival Blessing để hồi sinh cho Pokemon, thì cái con Pokemon được hồi sinh cũng không còn giữ trạng thái Terra trong trận đấu đó nữa. Về mặt phòng thủ, khi kích hoạt Terastallize, toàn bộ điểm yếu vốn có của Pokemon sẽ được thay thế bằng điểm yếu của hệ mới. Ví dụ như là Charizard, khi biến thành đơn hệ lửa thì nó sẽ chỉ còn bị X2 từ hệ đá, không còn sợ điện, kháng băng nhưng mà cũng sẽ không còn miễn nhiễm với hệ đất. Hay là Blissey, khi mà biến thành hệ thép thì nó sẽ kháng 10 hệ mà hệ thép kháng, nhưng nó cũng sẽ không còn miễn nhiễm hệ mà nữa. Về mặt công kích, Pokemon vốn sẽ gây x1.5 sát thương khi dùng những chiêu thức cùng hệ với chúng. Anh em chúng ta thường gọi đây là Same Type Attack Bonus, viết tắt là STAB. Khi mà đổi thành hệ khác bằng cơ chế Terastallize, Pokemon vẫn sẽ giữ những cái STAB vốn có của chúng, đồng thời hưởng thêm STAB mới. Ví dụ nhá, con Dragonite mang hệ rồng và bay. Nếu như kích hoạt Terastallize và biến Dragonite thành hệ thường, thì nó sẽ gây x1.5 sát thương với chiêu thức của cả 3 hệ này. Đây là combo đang được sử dụng rất rộng rãi để cho Dragonite có thể tận dụng tối đa sát thương từ chiêu Extreme Speed. Còn nếu như hệ Terra của Pokemon trùng với một trong những hệ vốn có của nó, thì STAB của hệ được kích hoạt sẽ được tăng từ x1.5 lên x2. Ví dụ như con Garchomp được Terra thành hệ đất, thì lúc này những chiêu thức hệ đất của nó sẽ gây sát thương x2, còn những chiêu hệ rồng vẫn sẽ giữ nguyên ở mức x1.5. Một số Pokemon sở hữu đặc tính Adaptability có tác dụng đưa STAB lên x2 thay vì mức x1.5 thông thường. Khi Pokemon với đặc tính này biến thành hệ khác thông qua Terastallize thì hệ mới cũng được hưởng bonus lên x2 đam. Còn khi Terastallize cùng hệ thì sát thương sẽ chỉ tăng từ x2 lên x2.25 mà thôi. Tuy đây không phải là con số khủng khiếp mà anh em mong đợi, nhưng đó là mức cần thiết để ngăn chặn những con Groudon và Basculation hủy diệt tất cả mọi thứ với chiêu Aqua Jet của chúng. Cơ bản thì Terastallize cùng hệ sẽ tốt hơn nếu như anh em muốn dồn sát thương mạnh, đánh nhanh thắng nhanh.
Còn Terrace the Light khác hệ sẽ có lợi hơn nếu như anh em muốn tăng phạm vi phủ sóng cho Pokemon của mình. Những Pokemon nào vốn mang hệ nhiều điểm yếu cũng sẽ hưởng lợi rất nhiều với cơ chế này. Ví dụ như là Weavile, Hisuian, Arcanine, bởi vì chúng nó có thể loại bỏ toàn bộ những điểm yếu lớn và chỉ còn tập trung vào điểm mạnh thôi. Còn những cái con vốn kháng siêu rộng như là Magnezone hay là Corviknight có lẽ sẽ không mặn mà gì lắm, trừ khi chúng nó gặp kèo counter cứng và bắt buộc phải đổi hệ để không bị ăn đòn. Thông thường thì các Pokemon ngoài thế giới tự nhiên sẽ chỉ mang Terra cùng hệ. Những con có hệ khác thì chủ yếu phải tìm trong raid. Nhưng mà nếu anh em nào quá đen đến mức không thể tìm được con Pokemon mà mình cần mang hệ mình muốn, thì phần thưởng khi đánh thắng những cái raid này cũng sẽ bao gồm những mảnh Terra của hệ tương ứng. Khi mà tích đủ 50 mảnh Terra của một hệ thì anh em có thể đến nhà hàng kiêm hội quán hệ thường ở thành phố Medali rồi nói chuyện với bà đầu bếp để đổi hệ Terra cho Pokemon của mình. Còn nếu như anh em lo ngại không có chiêu nào của hệ mới để tận dụng thì cũng đừng lo, bởi vì bản này giới thiệu thêm một chiêu gọi là Terra Blast. Vốn là chiêu hệ thường, sức mạnh 80, nhưng mà khi kích hoạt Terrace the Light thì chiêu này sẽ biến đổi theo hệ mà Pokemon biến thành. Đồng thời cũng check xem là công vật lý hay là công đặc biệt của Pokemon sử dụng cao hơn để mà gây sát thương theo mảng đó. Còn một điều đáng lưu ý nữa là những hiệu ứng đổi hệ sẽ không có tác dụng với những Pokemon đang trong trạng thái Terrace the Light. Ví dụ như chiêu Shock sẽ thất bại, những đặc tính như là Protein và Libero sẽ tạm ngừng hoạt động. Những chiêu thức xóa hệ của bản thân như là Roost, Double Shock và Burn Up cũng sẽ không ảnh hưởng đến hệ Terra. Ví dụ như con Pomod đang Terra hệ điện mà dùng chiêu Double Shock thì nó cũng không mất hệ điện mà vẫn có thể dùng chiêu Double Shock liên tục, thậm chí là không bị giảm đam. Hoặc là khi các Pokemon đang Terra hệ bay mà dùng chiêu Roost thì vẫn có thể miễn nhiễm với hệ đất. Ngoài việc hỗ trợ công kích và giảm điểm yếu, có một số hiệu ứng nội tại của các hệ mà anh em có lẽ cần phải biết để tận dụng tối đa hiệu quả. Hệ lửa sẽ giúp Pokemon miễn nhiễm với hiệu ứng bỏng, rất là thích hợp với những anh thích tấn công vật lý. Tuy nhiên nếu như anh em đang bị bỏng sẵn mà kích hoạt Terra lửa thì nó cũng không xóa bỏng trên người đâu nhá. Tương tự như vậy, hệ độc và hệ thép sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng độc, thích hợp với những anh em nào muốn câu giờ hoặc là muốn chống bọn câu giờ, bởi vì sát thương của bọn này chủ yếu đến từ độc. Hệ đất, hệ đá và hệ thép sẽ miễn nhiễm sát thương đến từ bão cát. Hệ đá đồng thời cũng được tăng gấp rưỡi thủ đặc biệt trong điều kiện thời tiết này. Còn hệ băng sẽ miễn nhiễm với đóng băng, đồng thời được tăng gấp rưỡi thủ vật lý trong điều kiện tuyết rơi. Hệ điện sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng tê liệt. Tôi nghĩ là Pokemon nào cũng sẽ được hưởng lợi từ điều này, nhất là những Pokemon lấy tốc độ cao để áp đảo đối thủ. Hệ cỏ sẽ miễn nhiễm với toàn bộ những chiêu thức dạng bào tử, nhưng phổ biến nhất và đáng quan tâm nhất vẫn là Rush Powder, Sleep Powder và Spore. Hệ bay sẽ miễn nhiễm với toàn bộ những hiệu ứng dưới đất, ví dụ như là môi trường, những loại cạm bẫy như Spike, Toxic Spike và Sticky Web, hay là đặc tính Arena Trap của Dugtrio. Hệ ma sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả những hiệu ứng ngăn chặn rút lui, ví dụ như là Arena Trap, Shadow Tag, Fire Spin hay là Min Look. Hệ bóng tối sẽ miễn nhiễm với toàn bộ những chiêu thức hiệu ứng đến từ đối thủ mang đặc tính Prankster, kiểu như là Thunder Wave của Grimmsnarl hay là Quash của Sableye. Và yeah, tôi nghĩ đó là tất cả những gì mà anh em cần để sử dụng cơ chế Terrace the Light một cách hiệu quả, hoặc là không. Trong trường hợp này thì anh em có thể bổ sung dưới phần comment hộ tôi với nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó. Bây giờ thì tôi sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Stay cool.